Sau một tuần mưa lớn, ngập lụt gây ra nhiều thiệt hại thì dự báo sang tuần mới này, thời tiết miền Bắc, miền Trung sẽ ôn hòa hơn. Ở miền Bắc, cả tuần trời ít mưa, trạng thái chính là nắng. Từ hôm nay đến thứ Sáu, trời nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ. Sang thứ Bảy, Chủ nhật, nhiệt độ giảm dần xuống còn 27 đến 32 độ, trời chuyển dịu mát. Khu vực Thanh Hóa, Quảng Ngãi, từ nay đến cuối tuần về chiều tối có mưa dông vài nơi. Ban ngày trời nắng cục bộ có điểm nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ. Khu vực Bình Định, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay và ngày mai có mưa vừa, mưa to, đề phòng sạt lở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Từ thứ Tư đến cuối tuần, mưa lùi về chiều tối, ban ngày có nắng trở lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì trong cả hai ngày cuối tuần vừa qua đều xảy ra ngập úng do mưa, lại kết hợp với chiều cường dâng cao trên mức báo động 3. Vâng, và theo ghi nhận vào chiều tối ngày hôm qua, nhiều nơi ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn và sinh hoạt của người dân cũng bị ảnh hưởng. Quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nước đã ngập sâu hơn nửa mét tràn vào nhà của người dân. Nhiều khu vực khác cũng bị ngập nặng như là Trần Xuân Soạn, quận 7, Nguyễn Ngọc Cung, quận 8, Nguyễn Văn Luông, quận 6 và quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Hàng loạt xe máy bị ngập nước, chết máy. Một số người bị té ngã vì nước ngập quá sâu. Ngay cả xe ô tô cũng di chuyển rất khó khăn. Tương tự tại thành phố Cần Thơ, chiều tối qua nhiều khu vực cũng rơi vào cảnh ngập úng do chiều cường dâng cao. Nhiều tuyến đường bị ngập nặng như là Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hồ Búng Sáng, khu vực chợ Bình Thủy. Người dân đi lại khó khăn, phương tiện thì bị hư hỏng. Khi chiều cường đạt đỉnh thì dòng phương tiện nối đuôi nhau chạy khá chậm. Phần lớn xe gắn máy phải lấn sang làn đường của ô tô để di chuyển. Hàng nghìn mét khối bùn và đất đá đã bị cuốn trôi sau trận lũ ống bất ngờ xảy ra tại bản Cha Ca, xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn, Nghệ An vào ngày hôm qua. Theo đó, một người đang vào núi tìm nguồn nước cho dân bản thì nghe tiếng ầm ầm từ đỉnh núi. Sau đó thì dòng bùn đất đá đổ ào xuống như thác. Người này vừa chạy vừa hô hoán mọi người tránh xa. Sự việc kéo dài khoảng từ 5 đến 7 phút. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản của dân bản. Những ngày qua, địa phương này có mưa to gây sạt lở trên nhiều tuyến đường. Vâng, sau những đợt mưa lớn thì vẫn tồn tại những cái dòng bùn đất đá bị nghẽn lại ở các khe sông suối, có thể tiềm ẩn nguy cơ về lũ ống, lũ quét. Vì vậy mà người dân cũng cần phải thường xuyên khơi thông qua dòng chảy để mà tránh xảy ra hiện tượng này ạ. Vâng ạ. Còn tại Thừa Thiên Huế thì hai học sinh bị đuối nước tại xã Giang Hải, Phú Lộc vào chiều ngày hôm qua. Hiện bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế cùng lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể của một em còn lại đang mất tích. Sự việc xảy ra khi mà 8 em học sinh lớp 9 rủ nhau đi tắm biển. Hai em trong đó không may đã gặp nạn.